Xin chào toàn thể quý khán giả thân mến đang theo dõi clip của DVH Audio nhé. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì bên DVH rất là vui mừng lại tiếp tục được lên những cái đơn hàng mới để gửi cho hai bác khách, một bác khách ở Hải Dương đất loa đây, một bác Hải Dương thì lấy 3 đôi và một anh trai ở Thái Bình thì là lấy 2 đôi. Theo dõi DVH cũng rất là lâu rồi nên là alo phát là giải quyết ngay lập tức. Đây thì là tổng cộng là anh em đang ráp 5 đôi Lion Ray. Bát 30, cấu hình là bát 30 2 tầng côn và tép neo bi côn 75. Đấy, bát này nhìn như là cái hình gương mặt trời ấy. Bát này thì nó tản nhiệt rất là nhanh, nó tản nhiệt ra cái củ này. Thì là em đã bung một cái chiếc loa ra, đã tháo tung một cái chiếc loa ra để cho các bác xem cái côn nhện của nó rồi. Cái dòng bát này thì không phải quảng cáo gì thêm nữa rồi. Thời gian vừa qua được cái sự đón nhận của quý khách hàng rất là nồng nhiệt. Đây, thùng đây. Mút trứng ở trong đàng hoàng rất là đẹp. Các bác nhìn con bát này, nhìn cái cổ côn của nó, nhìn nó làm đấy, nhện vàng nhá, nhện vàng rất đẹp luôn, nhện màu vàng chanh này. Cái chấu loa là nó mạ đồng, không biết nó bằng đồng thật hay nó mạ đồng, nhìn trong màu trắng rất là đẹp. Côn 100, 2 tầng côn 100, con bát này nhìn quá gấu. Ok, anh cứ đi đấu dây để lắp đi. Anh em đang trong quá trình đấu dây để lắp đặt đây. Cái này là màng nó phủ keo chống nước nhá, côn 100 mà nên là cái núm nó làm rất là to. Màng làm rất là khôn, nhìn cái đường keo này. Đường keo làm phẳng đét luôn, chứ nó không như ở những cái loa chợ, những cái loa rẻ tiền các bác nhá. Nhìn các cái loa chất nhìn nó khác. Với cái cấu hình này thì nó sẽ đạt được cái công suất là đỉnh điểm là 2000W trên một chiếc. Một chiếc bát đạt đỉnh điểm là 2000W, tức là RMS thì sẽ là 1000. RMS là 50% cái công suất đỉnh. Thì với cái ngưỡng 1000W một chiếc loa này thì các bác oánh thì quá kinh khủng khiếp rồi, tại vì một dàn các bác đi oánh bình thường là 4 loa hoặc là 6 loa thì công suất nó sẽ rất là khủng. 4 loa là các bác đã có thể oánh 4000W, 6 loa 6000W rồi, thêm cặp su kem nữa thì oánh thì tưng bừng luôn. Tất cả các cái sân lớn sân nhỏ đều có thể chơi được hết. Ví dụ sân nhỏ các bác có thể đánh 2 đôi, sân to thêm một chút đánh 3 đôi. Và sân to hơn nữa, ví dụ như sân nhà văn hóa chẳng hạn thì các bác có thể chơi 4 đôi. 4 đôi này thì phải oánh cả 2 cặp su kem thì mới có thể cân đối được các bác nhá. Thì để cái giải bát và cái giải lời thì nó cân đối với nhau. Chứ còn các bác oánh một cặp su kem mà đi với 4 đôi này thì lời nó át luôn. Lời nó át giải sốc luôn. Đấy, rất là vui mừng hôm nay lên đơn cho hai bác khách hàng. Cái này thì là cái dây cong này, dây cong mấy hôm vừa rồi hết hàng, hôm nay đã có hàng trở lại. Cái đít nó cong cong cánh chim này, đây này, rất đẹp nhá. Đây này, nó cong cong này, có nhìn cho em đấy, phần đít nó cong cong. Em đang vật ngửa lên, là vật ngửa để lắp đặt nên là các bác nhìn không rõ rệt mấy. Như ở clip ngày hôm trước ấy, thì là em đã làm clip về cái con loa này rồi, treo lên hoặc đặt lên súp trông rất đẹp ạ, quá đẹp luôn. Và trọng lượng thì rất là nhẹ nhá, nó chỉ khoảng độ 22-23 cân một chiếc loa này thôi, rất là nhẹ nhàng tình cảm, nên là các bác đi làm thì không phải lo đau lưng. Một người bê một con loa này thì quá ok luôn, rất là nhẹ, rất là dễ chịu. Đấy, cấu hình này thì hiện tại bên DVH thì đang bán với mức giá là 13 triệu một cặp các bác nhá. Thùng vách rất đẹp luôn. Cái lưới của nó là lưới đây này, lưới nó như thế này này. Đấy nhá, lưới nó như này nhá. Lưới này cứng lắm. Lưới nó đột hình các cái lỗ tam giác này, cứng. Lưới này lưới 2 ly nhá. Cứng đét luôn. Một người có thể đứng ở lên trên này mà không lo bẹp lưới nhá. Lưới phẳng thôi nhưng mà đứng lên không lo bẹp. Lưới nó làm rất dày chứ không như những cái hàng chợ. Các bác thời gian vừa qua nhiều bác cứ gọi điện đến hỏi DVH có bán vỏ dây không nhỉ. Đợt này em không bán vỏ nữa rồi. Nó thật là những cái vỏ rẻ tiền thì em không buồn bán. Còn những cái hàng đắt tiền, những cái hàng như này là hàng em đặt riêng, giá nó rất là đắt nên cũng không muốn bán cho các bác luôn. Nên là các bác đừng có so sánh với những cái hàng chợ, hàng rẻ tiền. Các bác mua 3 triệu 1, 3 triệu 2, 3 triệu 3 một cặp vỏ dây thì không thể nào mà so với hàng của em được. Cái đây loa nhà em nhìn trông nó chất, nhìn nó khác bọt. Đây là dây 30 và dây 40. Đây là mẫu 30 của lát này. Và 40 dây đỏ, 40 thanh nhôm trắng, rất là đẹp. Đây, cái lưới này của nó cũng lưới 2 ly này. Dày kinh khủng luôn. Vật ngửa con loa này ra đứng lên không lo bẹp lưới nha. Dày lắm. Nhưng mà cái thằng dây đỏ bên cạnh thì lưới thì lại mỏng hơn này. Thằng này thì lưới đâu đấy nó cũng chỉ có ly tư thôi. Lưới này chỉ có ly tư thôi. Nhưng mà con này mà đứng lên là bẹp nha. Đấy, tùy con thôi chứ không phải là quảng cáo láo. Cái gì cũng bảo là hay là không phải. Đây là cái nào chất lượng nó tốt thật thì mình bảo nó tốt. Nhưng cái con dây đỏ kia thì bù lại thì nó có một cái ưu điểm là nó làm cái khớp hình bán nguyệt đấy. Nên hai con loa chồng lên nhau nó ăn khớp vào nhau, nó cũng rất là hay. Rất là hay, nó không bị sọc sạch mấy các anh nhé. Cái ông thanh dây nhôm trắng kia thì quá quen thuộc rồi. Thanh nhôm trắng kia thì cũng rất là đẹp, rất là quen thuộc. Quay trở lại vấn đề chính này. Dây 30 này các bác đi làm rất là gọn nhẹ.
gọn nhẹ và cái lời ca, lời nó cực kỳ mạnh luôn. Cái dòng này côn dây nhôm dẹt, hai tầng côn dây nhôm dẹt, lời rất là mạnh. Đấy, cái này thì bên em đang trong quá trình lắp đặt. Lắp xong thì bên em sẽ phải test thử từng chiếc một, tức là sẽ hoạt động ngon lành và sẽ đóng hộp, sẽ đóng gói đàng hoàng và sẽ gửi đi cho các bác. Đấy, nếu các bác mà ở xa không đến trực tiếp được cửa hàng mua hàng thì cứ an tâm, đây em sẽ quay clip cho các bác ở nhà, các bác theo dõi cái quá trình lắp đặt loa của mình và làm xong sẽ test từng con một để đảm bảo đến tay người tiêu dùng là sản phẩm sẽ hoạt động chất lượng ok nhất, ổn định nhất các bác nhé. Đấy, rất là đẹp, xếp ra đây 10 con loa nhìn trông như một đoàn tàu này, như một đoàn tàu luôn. Cái vỏ này thì vừa rồi em mới về được 30 đôi, hôm qua mới về được 30 đôi thì hôm nay lên đơn cho khách luôn. Đấy, một đoàn tàu. Từ giờ đến Tết thì xưởng ấy nó nhận được thêm 30-40 đôi nữa là nó nghỉ Tết thôi. Đây này, tại vì các cái phụ kiện này nó phụ thuộc ở bên Trung Quốc rồi các bác. Đây này, cái ví dụ như cái thanh nhôm như này là nó phụ kiện ở bên, là phải nhập ở bên Trung Quốc, chứ anh em Việt Nam mình không làm được cái thanh nhôm nó như này. Cái này là bên Trung Quốc nó làm, nó gia công nó mới đẹp như này và nó bộ chính xác rất là cao, đóng chốt vào nhau nó mới đóng được. Việt Nam mình không làm được. Việt Nam mình làm thì đóng sọc sạch, đi làm 3 bữa rồi lại chán lại vứt hết luôn. Tại vì những con loa mà 4 điểm chốt ấy, thì thường đóng được 3 cái thì ok, đóng đến cái thứ 4 thì hoặc là lỏng hoặc là khít quá không đóng được, nên rất là khó. Nên là cái vấn đề là các cái thanh dây, thanh chốt, các phụ kiện này là đều phải nhập ở Trung Quốc hết. Như cái họng kèn, cái tay sách, cái hậu loa đều nhập Trung Quốc hết, nên là mình phụ thuộc bên nó. Nguồn hàng ở Việt Nam mình không đáp ứng được, đều phải linh kiện đều phải nhập khẩu hết. Và bát, tép, phân tần thì bên em thì bát và tép thì cũng đều là nhập từ Trung Quốc hết, còn phân tần thì là nhà em đặt riêng các bác nhé. Phân tần đặt riêng để mình nắn để cho cái loa nó ra được một cái đáp tuyến nó mịn nhất có thể, các bác hát hò nó nghe nó dễ chịu, mở to nó nghe nó không quá chói tai, không rát tai. Như một số bác phân tần mua các phân tần linh tinh về tự lắp ấy, không có cái sự nghiên cứu, không có cái thiết bị đo đạc gì cả, thì sẽ gặp phải vấn đề là hoặc là tép bí hoặc là tép nó sẽ chói. Nhiều bác dùng những cái phân tần nó to đùng, to đại tướng, to như cái quyển vở ấy, nhưng mà xong đến nghe loa của DVH hỏi phân tần như thế nào, dở ra cho xem phân tần DVH nó bé bằng cái lòng bàn tay này. Tại sao nghe nó vẫn hay? Tại vì cơ bản là nó phù hợp với cái bát đó và phù hợp với cái tép đó thì là nghe nó sẽ ok. Chứ các bác mua mấy cái phân tần trông hầm hố to đại tướng nhưng mà về chúng nó không hợp nhau thì không có cách nào để mà hay được cả. Có thể phân tần rất đắt tiền, tép đắt tiền, nhưng mà chả may hai cái đó nó không hợp nhau thì cũng chả vào cái việc gì cả nhé. Đây này, bên em thì đang bắn ốc, vừa đang nó trôn sẵn cái tán lục giác rồi, anh em đang bắn bát và bắn tép vào thùng luôn. Đợt này thì vào vụ thật rồi, đám cưới đám hỏi cũng rất là nhiều, nên là anh em lo này đám cưới thì ngày nào cũng alo cho DVH. Đấy, các bác gần xa, các bác ở gần ở xa có quan tâm cho DVH thì mời các bác đến trực tiếp cửa hàng DVH để được trải nghiệm và nghe thử loa của DVH các bác nhé. Bác nào ở xa quá không đến được thì thôi, thì tích cực theo dõi DVH qua clip vậy. Đấy, có nhu cầu mua hàng ở xa thì em sẽ gửi hàng cho các bác nhé. Và vẫn khuyến cáo các bác là đến trực tiếp cửa hàng để được trải nghiệm chất âm tốt nhất. Nếu hôm nay thì thợ nhà em thì cũng đang đến lắp một bộ ở Hưng Yên. Nhưng mà do là nay cũng rất là nhiều việc DVH không đi được nên là cũng không quay được clip về cho các bác xem. Rất là nhiều việc lắm. Hôm qua thì cũng lắp một bộ ở Quảng Ninh nhá. Rồi cũng không quay được clip. Là từ hôm qua thì DVH cũng bận, cũng tiếp khách ở nhà cũng không đi được. Anh em thợ thì đi nó quay clip nó không khéo, về các bác xem nó không mát mắt cho lắm. Đợt này đi suốt ngày các bác. Nên nhiều bác cứ gọi đi setup, và dạo trước thì rảnh có đi setup được, chứ dạo này thì bận rồi. Dạo này ngày nào cũng tiếp các bác loa đài đám cưới đến nên là không có thời gian để mà đi đâu được nữa, rất là bận, là các bác thông cảm. Nếu mà rỗi thì em có thể hỗ trợ các bác được, nhưng mà đợt này do là quá bận không làm gì được nữa rồi. Rồi, cái clip thì gần 10 phút rồi thì em xin phép dừng lại clip tại đây nhé, và xin cảm ơn một chú và một anh. Đấy, một chú và một anh thì đã dành niềm tin cho DVH. Một khách thì đặt 3 cặp, một khách thì đặt 2 cặp, thì cái này thì bên em sẽ xử lý xong thì sẽ đóng hàng và ngày mai sẽ mang ra gửi xe khách rất đơn giản. Đây thì nó cũng lắm xe, nó chạy qua gửi cho các bác bận quá chả đến mua hàng được thì thôi đành phải gửi xe thôi. Rất muốn là đến trực tiếp cửa hàng để nghe, để giao lưu cùng các bác. Nhiều bác do cái điều kiện công việc mùa này thì nó quá bận rồi, đương nhiên rồi, cưới hỏi nhiều rất là bận, không đi được thì em có thể gửi xe đến tận nơi cho các bác nhé. Rồi ok, thì DVH xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý khán giả thân mến đã luôn tin yêu và ủng hộ DVH suốt thời gian vừa qua.
Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả. Hẹn gặp lại trong những clip sau các anh nhá.